Đến đảo Bé, du khách được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ với bãi cát trắng phau uốn lượn quanh đảo, màu xanh ngọc bích trong vắt của làn nước biển. Những bãi đá trầm tích từ phun trào núi lửa nhô lên trên mặt biển với hình thù kỳ lạ. Ngày cao điểm, hòn đảo này đón hơn 1.000 du khách đến thưởng ngoạn cảnh đẹp và tắm biển. Đảo Lý Sơn rất là đẹp, nước rất là trong, không khí đây rất là mát ấy ạ. Tối nhìn từ đây ra biển, thấy rất là nhiều tàu cá và ánh đèn ở đảo lớn bên kia nữa ấy ạ. Thì nhìn rất là đẹp luôn, thực sự tối đây rất đẹp. Trên đảo Lý Sơn hiện tồn tại 10 miệng núi lửa đã tắt, trong đó độc đáo nhất là 2 miệng núi lửa Giếng Tiền và Thới Lới. Vòng quanh những ngọn núi lửa này là những thắng cảnh hoang sơ như chùa Hang, Hang Câu, chùa Đục, Thạch Cổng, Tò Vò. Đến Lý Sơn thực sự là cũng rất đặc biệt, bởi vì là con người ở đây cũng rất tình cảm và mọi người cũng rất thân thiện. Đồ ăn thì hải sản khá là phong phú, tươi. Ngoài cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, Lý Sơn còn chứa đựng cả một hệ sinh thái văn hóa bao đời. Hàng trăm cứ liệu hiện vật lịch sử về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa còn lưu giữ trên đảo. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ của những người yêu biển, yêu đảo. Ở đây được hướng dẫn viên giới thiệu rất là đầy đủ địa điểm. Rất là, nói chung là không nơi nào có. Chị thấy, cảm thấy rất là tự hào đất nước Việt Nam mình có một cái hoàng đảo Lý Sơn mà Hoàng Sa, Trường Sa như thế này. Tiềm năng du lịch dồi dào, Lý Sơn hoàn toàn có khả năng phát triển xứng với tầm vóc và giá trị lịch sử. Đầu tư bài bản cho du lịch là nền tảng để Lý Sơn trở thành điểm du lịch quốc gia, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng.